Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng các doanh nghiệp đã có cuộc gặp và chia sẻ nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế với Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Đoàn công tác liên ngành gồm tập hợp nhiều phòng ban khác nhau như Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Văn phòng Chính phủ, Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện thường trực Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế với các hiệp hội, hội ngành hàng, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tại đây, đại diện các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao như công ty gốm sứ Minh Long 1, Nutifood, Bảo Long đã trình bày những nhận thức của doanh nghiệp về tình hình hội nhập, các hoạt động triển khai thực thi cam kết, đánh giá tác động của hội nhập và hỗ trợ của chính quyền và đề xuất thêm những thay đổi về chính sách nhằm giúp doanh nghiệp hội nhập kinh tế tốt hơn.